nay hàng về hơi bị nhiều. Đây có cây khoan bàn 8 tấc. Này 8 tấc của Ryobi thì phải. 8 tấc của Ryobi thì phải. 8 tấc mâm tròn luôn mới ghê chứ. Cái này chắc giá nó phải ngoài 3 triệu. Rồi đây có cây cưa lọng vòng. Cái model này rất là hiếm, lâu lắm rồi các bạn ơi. Thì nó từ đất lên thì khoảng độ tầm mét đó các bạn. Từ đất lên khoảng độ tầm hơn mét đó các bạn. Để anh cơ mình sẽ giới thiệu cây này để nó vệ sinh, nó kiểm tra xong xuôi hết rồi mình giới thiệu, mình báo chi tiết cho các bạn cây này luôn. Lọng vòng Capital điện rin 100V nha, điện rin 100V. Vỏ khung kim loại nó rất là dày. Cây này bê rất là nặng các bạn. Cây này bê hai người bê muốn cụp lưng luôn các bạn ạ. Bàn nó làm dày kinh khủng luôn. Cây này thì giá của nó tầm khoảng độ ngoài 5 triệu chút xíu. Lưỡi có lưỡi rin luôn, phụ kiện nó rất nhiều, phụ kiện nó còn đủ luôn. Đó, cây này thì dành cho xưởng mini hoặc là gia đình chúng ta xài là cực tốt luôn. Máy hơi nhiều lắm các bạn ơi. Máy hơi tuần rồi có rất là nhiều khách hỏi máy hơi mà bên mình không có ra kịp. Tại vì hầu như là quân số là nó tập trung bên shop mới rồi, nó sửa sang, nó sửa, nó trang trí những cái shop mới bên kia. Thành ra thì hàng bãi tuần này cứ phải tạm gác lại rất là nhiều. Máy hơi rất là nhiều. Thì coi như về có cái món nào mà mình làm nóng được thì mình sẽ đăng cho các bạn luôn. Có một số cái món này làm nóng được. Như đây có cái tời của USA này các bạn này. Cái tời của USA này, tời này thì giá của nó khoảng hơn 3 triệu chút xíu. Hơn 3 triệu chút xíu. Made in USA. Thì cái này để vệ sinh đồ test ok đã mới bán được. Tời này rất là hiếm các bạn. Ngoài 3 triệu chút xíu à. Rồi đây thì hôm nay thì sẵn bán máy hơi thì giới thiệu lại cho các bạn luôn ba cái loại lọc gió thông dụng nhất mà những cái máy nội địa nó sử dụng ha. Đặc biệt luôn là cái lọc gió này nó rất là quan trọng các bạn. Tại vì sao? Bởi vì cái đầu nén á thì nó có hơi, nó dô bình thì nó phải lấy cái hơi từ ngoài dô. Đại loại như là nó phải hơi, nó phải đi dô xong rồi nó mới ném xong rồi nó đi dô bình. Đó, chứ không phải hơi mà không có tự nhiên nó sinh ra đâu. Thành ra thì cái lọc hơi ban đầu này rất quan trọng các bạn. Nó quan trọng giống y như là cái lọc hơi, giống như cái lọc gió trên xe ô tô của các bạn phải thay định kỳ vậy đó. Thì cái này nó cũng như vậy nha. Cái này nó cũng như vậy, giá của nó không có bao nhiêu đâu các bạn ơi. Nó chỉ có 60.000 cái thôi. Loại tốt nhất mình có thể nhập phục vụ cho các bạn luôn. Nó chỉ có 60.000 cái thôi. Thành ra thì không có cần phải vệ sinh, phải làm gì. Cứ năm các bạn thay cái là ok luôn. Đây cái này thì nó sử dụng cái màng lọc chuẩn luôn, chứ không có xài cái loại bông rỗm. Đó, nó xài cái loại màng lọc giấy xịn sò luôn các bạn thấy không? Đúng chất luôn, là nó sẽ cản bụi và nó sẽ giảm tiếng ồn. Giảm cản bụi, giảm tiếng ồn. Rồi chất liệu của nó là thép xi trắng. Thép xi trắng chứ không phải cái loại sơn đen. Loại sơn đen thì nó rẻ hơn, loại sơn đen thì mình cũng có bán, nhưng loại sơn đen đó thì nó rẻ hơn. Còn này là thép xi trắng. Đó. Thì cứ khoảng độ 1-2 tháng đó thì chúng ta mở ra, chúng ta xịt cái lọc gió, xịt cái màng giấy đi một lần. Còn cứ định kỳ, cứ chắc định kỳ luôn, cứ 1 năm các bạn thay một lần. Tại vì nó không có đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà nó sẽ bảo vệ cái máy chúng ta, nó không có hít cái bụi vô. Hít bụi vô lâu ngày đó thì nó sẽ làm dơ cái xi lanh và dơ cái lá mía, hay còn gọi là cái lưỡi gà đó. Thì dẫn đến cái việc là cái hơi, cái máy của chúng ta nó nén không có đủ hơi nữa. Ví dụ như cái máy mới đầu các bạn mua về, các bạn nén được 8kg. À, các bạn cho nó chạy 10 phút, nó nén được 8kg là ok. Rồi nửa năm sau thì nó vẫn nén được 8kg, nhưng mà nó chạy mất 15 phút. Là các bạn thấy nó phải chạy lâu hơn rồi đúng không? Rồi bắt đầu nửa năm sau nữa thì các bạn thấy rồi, lúc nào nó cũng kim nó cũng đứng ở tầm 6kg mà nó chạy liên tục, nó không bao giờ nó ngắt được. Tại vì nó chưa đủ 8kg thì máy nó không ngắt, nó cứ chạy đứng ở tầm 6kg rồi. Lúc đó là chắc cũ luôn, là cái phần bít tông hoặc là cái lưỡi gà hay còn gọi là cái lá mía nó bị dơ rồi. Lúc đó lại phải mở ra vệ sinh lại. Thành ra thì cái lọc gió này thì đối với những cái động cơ nổ đó, đó nó rất là quan trọng các bạn. Đó. Thì nó chỉ có hai loại chuẩn thôi, dành cho những cái máy vừa và nhỏ. Đó, nói chung là những cái máy mà tầm 100 lít đổ lại đó. Tầm 60 lít đổ lại nó chỉ xài có đúng 3 chuẩn một thôi. Tức là 13, 17 và 21. Đó. Thì để mình lấy cái thước cặp mình cặp cho các bạn coi. Thì nó, tại vì các bạn không biết được cái số ren. Mình nhìn vô thì mình biết nó là ren gì rồi, nhưng mà thôi mình cứ cặp như vậy để cho các bạn mua nó đúng loại luôn. Lấy cái thước cặp ở đây các. Đây cái ren nhỏ nhất này nó gọi là 13. Thì các bạn chỉ cần cặp cái thước vô này. Đó, cặp thước vô không cần quan trọng cái số nó bao nhiêu. Các bạn chỉ cần nhìn thấy nó giống y chang như mình này là ok, là chắc cú luôn, là ren của các bạn là 13. À ok, đơn giản như vậy thôi, 13. Rồi cái ren kế tiếp của nó là 17 đây. Các bạn cứ cặp thước vô. Các bạn nó thấy nó nhảy số lên như vậy này, nhích nhích, nhưng không cần chính xác đâu ha.
chứ đừng có nói là 16 năm hay 16 3 hay 16 mấy, các bạn cứ nói lấy cho tôi cái ren 17 đó, đảm luôn là 100%. Còn cái thứ hai, cái thứ ba là 21 đây, đó, thấy nè. Thì các bạn đừng có nói là của tôi là ren 2001, 2002, 2003 này đó, đừng có nói như vậy. Các bạn chỉ cần nói là lấy cho tôi một cái ren 21, cam đoan các bạn luôn, về cứ lắp vô. Bạn nào mà lắp không được thì cứ mang ra trọ cho mặt mình. Tại vì cái này thì mình bán máy nội địa Nhật thì mấy trăm cái rồi, nên là các bạn cứ yên tâm. Thứ ba loại ren thôi, 13, 17 và 21, cứ mua đúng loại đó. Thì đồng giá luôn, tất cả đều là 60.000 cái các bạn, 60.000 cái. Hàng này là hàng tốt nhất mình có thể nhập về phục vụ cho các bạn luôn. Tất nhiên là tốt ở trong cái tầm giá thôi, chứ các bạn bỏ ra mấy trăm ngàn các bạn mua cái đồ nhập xịn thì nhiều khi mình nghĩ thấy nó không đáng. Thì ra thì thôi xài cái này được rồi nha. Cứ năm chúng ta thay cái, năm chúng ta thay cái. Có ba loại ren, chú ý ba loại ren nha, 13, 17 và 21. Rồi ok. À còn điều nữa là máy khô máy dầu xài chung hết à. Máy khô máy dầu chúng ta xài chung hết, cũng đừng nói là xài khô được không mà xài ướt được không ha. Khô dầu xài chung hết. Chu đây là cái nội thất của nó bên trong đây, các bạn quan sát cái nội thất bên trong của nó đây, hàng mới về leng keng quá thể. Cái này mà về thì chúng ta vệ sinh đi thì coi như đúng chất là như mới luôn các bạn ơi, đúng chất như mới này các bạn thấy này. Có cái mút ở bên trong mà chưa mục luôn này các bạn này, mút bên trong mà chưa mục luôn, gặp gió kinh khủng. Cái đầu hơi các bạn quan sát cái bít tông nó này, kinh khủng không. Cái này mình về mình đổ xăng vô cái là mình giật khoảng độ tầm 10 lần cái là nổ luôn các bạn. Giật 10 phát nổ luôn. Quá, thể nó chất cỡ đó đó. Kinh. Con này giờ về các bạn giật phát một là nổ. Bình xăng made in Japan. Đầu robin này, robin EH17 này là made in Japan hết. Toàn bộ là zin đét hết các bạn. Chưa có một cái gì châm chọc vô đây hết. Zin đét từ bãi về luôn. Quá chất. Thử nắp này con. Đó, rin đép từ bãi về luôn các bạn ơi. Cái này thì cho các anh chúng ta đi làm nghề rất là sướng. Tại vì kích thước của nó rất là nhỏ gọn các bạn. Rất là nhỏ gọn luôn. Cái này thậm chí chúng ta có thể chở xe máy cũng được. Trọng lượng của nó tầm khoảng độ 80-90kg. Chúng ta chở xe máy luôn cũng được. Rất là gọn nhẹ luôn. Mà cái độ nạp hơi của nó thì phải thôi rồi. Cái độ nạp hơi, cái lưu lượng con này chắc phải ngoài 200 lít trên phút các bạn. Tại vì cái đầu nó xài cái đầu 7 ngựa này. Đầu bảy ngựa, đầu nổ bảy ngựa này, kinh khủng luôn. Rin đét. Rồi bây giờ đóng nắp vô rồi cho các bạn coi về cái ngoại hình của nó. Rồi để trong nhà im ru và giật cho các bạn nghe trước đây. Rồi giật thử xem nào. Mở cái nắp này ra, đây. Đây, cái tay giật nó nằm trong này. Thì trước khi giật thì chúng ta phải kéo e lên, cái nút e nó nằm, các bạn nhớ này, cái núm ở trên này, cái gạt ở trên này là nút ga. Nút ga này chúng ta không cần chỉnh, cứ để mặc định đi. Có nút E dưới này là cái cần gạt nhỏ dưới này. Là chúng ta giật nổ, chúng ta gạt E lên. Rồi khi nào nó nổ khoảng độ 1-2 giây chúng ta đóng E lại là ok. Rồi ngoài kia, ngoài mặt ngoài kia nó có cái công tắc tắt mở. Đó. Rồi ok. Rồi, bật lên. Rồi đó, bật lên xong rồi đóng nắp lại để xem được cái độ êm của nó. Êm ru. Bình thường thì các bạn thấy máy nổ đó, thì nó nổ cứ bạch riêng cái này mà nó qua được cái thùng cách âm rồi đó thì nó giảm cái âm thanh, nó giảm những cái tần số chói tai xuống. Thành ra cái này các bạn thấy rồi, nó chạy tuy là nó kêu nhưng mà nó ở cái tần số thấp. Điển hình là các bạn thấy là các bạn vẫn nghe mình nói chuyện rất là bình thường đúng không các bạn. Tức là tần số thấp thì nó phải không có làm cái tai mình nó khó chịu. Đang ngắt rồi đúng không? Thì các bạn thấy nó chạy êm như vậy nè, là nó ngắt. Còn khi nào mà nó chạy rồ lên là thì nó sẽ nạp. Xả hơi đi cho nó rồ lên coi. Đấy, bắt đầu các bạn thấy nó rồ, nó gừ lên là nó nạp đấy các bạn. Đấy. 6 kg. Cái này thì thằng Nhật thì đang để ga hơi thấp này. Về các bạn nhích lên một chút xíu ga này thôi, đừng có nhích nhiều quá. Nhích nhiều quá tốn xăng thôi. Rồi xả ra nó nạp ra. Rồi để đưa cái này ra cho các bạn coi luôn. Bây giờ nó đang chạy không tải này các bạn nè. Nó chạy không tải này, 6kg. Rồi giờ xả ra cho nó nạp nạp đi, xả ra. Đấy, bây giờ bắt đầu nó có tải này các bạn nè. Như trong trắng. Đó là nó ngắt rồi đó các bạn. Thì cái này các bạn về các bạn có thể chỉnh lên được, nhưng mà thôi cứ để
mặc định nó xài để cho nó thoải mái. Đấy thì cái này thì bên mình bán cho các bạn luôn là bao zin bao nổ ha, về chỉ việc đổ xăng vô là nổ thôi, không phải làm gì hết. Còn vệ sinh thì về các bạn tự vệ sinh, cái này thì cơ bản nó chẳng có gì để vệ sinh cả. Thành ra thì về chúng ta chịu khó là nếu mà các bạn nào mà làm nghề máy nổ đó thì chúng ta có thể vệ sinh cái bình xăng con đi, còn không thì chúng ta chùi rửa sạch sẽ đi là được rồi. À, quên nãy giờ chưa báo giá cho các bạn luôn rồi. Con này để cho các bạn luôn là bao nhiêu ta? Bao ship luôn là 6.9 triệu. Bao ship luôn 6.9 triệu. Không, con này không có số, có số má ở đâu. Có hai có con này độc quyền đó. 6.9 triệu. Đó, bao ship luôn các bạn luôn là 6.9 triệu. Còn bạn nào mà tới shop mình chở thì các bạn để trả 6.5 triệu được rồi. Con này bao tới nhà các bạn luôn là 6.9 triệu này. Con này thì nó cũng tầm khoảng độ 80 kg. Đó, rất là chất luôn. Iwata 22 Oifi, máy không dầu đây, công tắc tắt mở trên này. Đây đồng hồ đây. Trong này thì nó sẽ có một cái bình tích áp nhỏ nhỏ. Bình tích áp nó khoảng độ 10 lít. Thì cái này thì nó chỉ coi là một cái đầu hơi thôi. Thường á, thì cái này thì ở ngoài công trình là nó xài trực tiếp. Các bạn biết nó xài cái gì không? Tức là mỗi khi trước khi mà nó chảy nhựa, nó cắn nhựa, nó xịt nhựa đó, thì nó phải thổi cái bụi đường đi. Thì nó sẽ cắm cái ống hơi trực tiếp vô đây này các bạn này. Nó thổi trực tiếp luôn, chứ nó không có cần cái bình nén khí. Đó thì các bạn cứ thấy, bạn nào mà thấy mà ở ngoài cầu đường người ta thi công đó, nó xịt hơi bụi mù lên, nó xịt cái đường cho nó sạch đi, để nó cắn nhựa cho nó êm á. Đó là nó chạy cái này, nó phun trực tiếp luôn. Thì hầu như là những cái này nó chạy trực tiếp này. Còn những anh mà chúng ta làm cái nghề cứu hộ xe đó, chúng ta vá vỏ bơm lốp và chúng ta di động đó, thì các bạn phải trang bị một cái bình nén hơi. Thì bình nén hơi nhỏ nhỏ cũng được, 20-30 lít cũng được. Đó, coi như là bao chấp cho các bạn luôn. Bao zin, bao đổ luôn. Qua đã luôn à. Đó, con nổ này 6.9 triệu, giá cũng là bao luôn phí vận chuyển rồi. Đó, thằng này thì 4 thì chạy xăng bình thường thôi, rất đẹp. Về cái này vệ sinh đi là leng keng luôn. À, dưới này nó có tem mã này, dưới này nó có tem mã cho các bạn coi cái tem mã nó dưới này. Iwata thì đọc từ số seri rồi. À, toàn bộ nó là sản xuất bên Nhật hết các bạn ơi, made in Japan hết các bạn. Đấy, toàn bộ là sản xuất bên Nhật hết này. Đầu hơi rồi đầu nổ, đầu robin là Nhật nòi rồi. Iwata là Nhật nòi luôn. Coi như toàn bộ là made in Japan hết này, bất chất, rất đẹp. Tôn thùng của nó rất là dày. Rồi ok luôn. 6.9 triệu cho một cái máy công trình thì coi như là giá là đúng chất, là giá quá mềm luôn này ha. Đây thì hôm nay vớt được có 3 món này thôi các bạn ơi. Được cái hai cái eto với một cái máy nổ thôi. Thì hai cái eto này đúng chất là giá núi luôn. À, cái này bao nhiêu? Cái này 1.5 triệu. 1.5 triệu. 1.5 triệu eto mini xoay 360 độ luôn các bạn này. À, trọng lượng của nó là bao nhiêu đây? 4.5 kg các bạn, trọng lượng của nó là 4.5 kg này. Đó thì cái này đang để cho các bạn luôn 1.5 triệu bao ship cái lô. Cái này thì chỉ có 3 món thôi, thành ra không cần số má gì đâu các bạn. Để made in Japan. Đây các bạn thấy không? Đây, made in Japan là thấy chất ở đây rồi. Không cong, không bể, không nứt, không lỗi. Rất đẹp các bạn. Đó là cây này rất đẹp luôn các bạn này. Aeron trên này nó tích hợp cái đè mini, nhưng mà cái này để gọi là để chơi bời thôi, đừng có lấy búa táng lên, sót lắm các bạn này, rất là sót. Mở ra hết cỡ rồi, ngàm của nó là ngàm lấy cái thước đo cho các bạn luôn, thì mở hết cỡ ra đo cái ngàm các bạn luôn. Cái này chắc cỡ tức rồi, ok hết rồi đó. Răng này các bạn coi, răng này quá chất. Trời ơi, răng nó hầu như nó chưa xài luôn các bạn ơi. Hầu như răng nó chưa xài luôn các bạn. Quá thể luôn, chưa một vết chày luôn. Kinh. Rồi, đo ngàm trước. Ờ, đúng rồi, mở tối đa được là 9 cm. Mở tối đa 9 cm. Ngàm bao nhiêu? Ngàm là 9 cm luôn các bạn ơi. Ngàm 9 cm luôn. Đó, coi như là cái độ mở này lúc nào nó cũng tỷ lệ thuận với cái ngàm các bạn. 9 cm. Quá chất rồi, xếp vô đi. Đây, quên. Đây, nó còn một cái ưu điểm của nó các bạn này. Tích hợp thêm ta hai cái ngàm kẹp ống. Các bạn thấy không? Tích hợp thêm cái ngàm kẹp ống này. À. Wow. Quá thể chất. Kết nhất là hai cái cặp răng này. Lên keng.
1,5 triệu cho cây này là quá hời các bạn. Tại vì mình lấy nguyên một lô, thành ra thì nó được tính theo giá lô, nó mềm. Chứ còn nhập riêng cái cây này không thì giá nó phải hơn nhiều. Rồi, rồi giờ xoay 360 này các bạn này. Đây, xoay 360 đây, chúng ta nới này ra. Nới này đây. Chúng ta siết cứng lại. Đây, chúng ta nới ra. Đó, rồi chúng ta xoay. Xoay 360 đây, khỏi cần. Đây. Đó các bạn thấy không? Đây. Đó, xoay 360 này. Đó. Rồi chúng ta để bàn đó chúng ta xoay này. Ừ. Xong chúng ta khóa lại là ok. Quá wow, đẹp luôn. Hết sức mini luôn các bạn. Cực kỳ mini luôn. 4,5 kg các bạn. Giá 1,5 triệu. Giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển đây. Chỉ có đúng một cây này duy nhất thôi các bạn này. Rồi, ô tô đỏ xong chúng ta đến cái ô tô này. Cái này thì hàng đúng chất sưu tầm luôn các bạn này, không dám xài luôn. Không dám xài luôn các bạn, bởi vì sao? Bởi vì nó như mới vậy các bạn này. Như mới vậy, kinh khủng không? Lần đầu tiên các bạn sẽ thấy được cái Eto ngàm 150 nặng được 36 kg các bạn. Cực chất luôn, 36 kg. Các bạn thấy không? 36 kg. Hàng này là hàng sưu tầm, thành ra thì giá của nó đúng chất là giá núi. Con này thì bao nhiêu đây? Để cho các bạn luôn là 5,7 triệu. 5,7 triệu bao ship. 5,7 triệu. Đó, 5,7 triệu bao ship. Này là giá núi đúng chất sưu tầm mà. Thành ra thì khách nào mà chúng ta mua và chúng ta xài đó thì chúng ta không có nên mua con này, thì nó hơi phí tiền. Tại vì thường Eto ngàm 150 này giá nó chỉ dao động từ khoảng 3 đến 4 triệu mấy thôi. Rồi, ok, mở ra. Thì cái này thì hình cái quạt này các bạn thấy mình bán nhiều rồi, nhưng mà mình thấy cái phiên bản này nó rất là lạ các bạn. Thường thì từ trước giờ mình chỉ thấy những cái phiên bản mà nó chỉ có 27-28 kg thôi, 27-28 kg thôi. Nhưng mà cái phiên bản này á thì nó tới 38 kg lần các bạn. Phiên bản này nó tới 38 kg lần, rất đặc biệt luôn. Ti tròn, ra rô nhẹ nhàng luôn, răng cỏ còn cực đẹp luôn. Rồi để yên vậy đi, lật cái phần đáy lên cho các bạn coi cái độ zin của nó. Để nằm xuống, để nằm xuống không có hư gãy tay. Đấy các bạn thấy không, cái độ zin của nó quá chất tinh. Leng keng xà beng các bạn này, leng keng xà beng hết, pin đét luôn, không cong, không bể, không nứt. Rồi yên, để nghiêng nghiêng vậy đi, rồi xoay một vòng cho các bạn quan sát. Xoay một vòng ngang. Đó. Quá đẹp. Chơi mắt. Ngàm 150. Ngàm 150 thì cái độ mở tối đa này cũng là 150 luôn. Thì cái này bên mình có bán nhiều cây rồi. Rồi ok, để đứng lên. Thì cũng khuyên các bạn luôn, khuyên các bạn luôn thì cái này, cái mặt này chúng ta đừng có dùng nó làm cái đe ha, rất là sót các bạn ơi. Sự luôn, mình mà nhìn thấy cái này mà có vết đóng búa là mình không bao giờ mình lấy đâu. Cái cây này chủ nhân của nó xài sử dụng bất kỳ các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cái lớp sơn này như lớp sơn zin vậy. À xin lỗi các bạn, nó là sơn zin rồi. Các bạn nhìn không? Nhìn mới y như là sơn lô vậy các bạn. Nhìn cái lớp sơn nhìn nó giống như sơn lô vậy. Nhưng mà nó là lớp sơn zin của nó đó các bạn. Sơn zin của nó đó. Đây. Ngạm nhất của nó này, để cái thước đo cho các bạn coi. Ngạm nó 150 đúng không? 165 luôn mới ghê chứ. 165 luôn, nhưng mà lấy 150 thôi. 150 luôn. 155 luôn. Nhớ 150 rồi, chuẩn là 150, lấy 150. Về phiên bản này rất đặc biệt các bạn. Phiên bản này nó tới 38 kg, rất đặc biệt, tức là nó sẽ dày, nó nặng. Nó 6 à? Nó 6. Nó sẽ dày, nó nặng hơn mấy cái kia rất là nhiều, 36 kg. Thường mấy cái kia nó chỉ có 27-28 kg thôi. Này nó lên tới 36 kg. Tức là hàng này thì cái độ dày của nó rất là dày hơn mấy cái kia rất là nhiều. Răng cỏ nó phải nói thôi rồi. Rồi, nói chung là khách nào chúng ta đam mê chúng ta có thể quất con này về. Còn riêng mà anh em thợ cơ khí thì chúng ta cũng không nên mua. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mua và chúng ta sử dụng hàng ngày. Sử dụng hàng ngày thì chúng ta chơi con này nó hơi phí. Thứ nhất ấy, là giá trị nó cao. Cái thứ hai là xài nó hơi uổng tiền. Chúng ta những mua những cái con mà nó thường thường thôi, 27-28 kg thôi, thì giá nó chỉ tầm 3 triệu đến 4 triệu mấy, ở bên mình cũng có nhiều lắm. Còn riêng cây này thì bên mình là bán là 5,7 triệu. 5,7 triệu mà giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. 5,7 triệu, tại vì cây này bên mình lấy vào giá cực cao các bạn. Thậm chí các bạn biết à, vì đam mê các bạn, vì đam mê mà để sở hữu cái cây này phục vụ các bạn luôn là phải ngồi đó năn nỉ các bạn. Đi mua hàng mà bỏ tiền ra mua còn phải năn nỉ đó các bạn, không phải chuyện đùa đâu ha. Rồi 5,7 triệu mà giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi.
Video này thì sẽ có 3 cái máy như vậy thôi. Thì mua hàng các bạn có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại 0703 388 042 để chúng ta đặt hàng nha. Mình tên là Quý ở Biên Hòa, Đồng Nai. Xin chào tạm biệt các bạn.